Trời ơi, con chuồng màu trắng dễ thương quá chị Heo ơi. Tại nãy con mua con chuồng màu đen á Phượng. Tại em thấy con chuồng màu trắng dễ thương hơn. Cái mắt đỏ nè, nhìn cho nó ngầu. Ờ. Ê, lên chạy chạy kìa. Vậy mà hồi nhớ làm gì đi con. Ăn xong nhớ uống nước luôn. Đó, chạy tới đi, chạy tới đi. Con chuồng phải chạy như vậy nè thì mới khỏe mạnh được. Đúng rồi đó. Chạy tiếp đi con. Ờ, đang chạy kìa. Tiếp đi con. Trời, chạy tiếp đi. Ờ, đúng rồi. Tham cơ kìa. Đúng rồi, chị mới mua hết chị Heo. Đúng rồi đó, chị mới mua khoảng 1 phút trước hả? Thường nhà người ta một là nuôi chó, hai là nuôi mèo. Lần này con nuôi mèo rồi, nuôi thêm chuột chi trời. Dạo nó phải rồi đó. Coi chừng ngày mai chuột mất tiêu nha. Hai con mèo ăn đó. Rồi cái gì? Suốt ngày nhốt trong chuồng vậy. Con mèo nào mà ăn được? Đúng rồi đó. Rồi, đúng rồi. Nhìn kìa thấy chuột. Ê bé Heo, dạ. Lấy cái ngôi nhà gỗ bỏ vô đây đi. Em quên, nhà mới nè. Bỏ vô đi chị Heo. Để đâu giờ bên này. Ờ đúng rồi đó. Đó, đẹp luôn rồi. Đóng cửa lại đi. Đúng là mấy đứa con gái tối ngày rảnh rỗi chỉ biết làm mấy chuyện ba lá ba xàm không à. Chỉ là một con chuột thôi mà, có cần phải dành cho nó nhiều tình yêu thương tới vậy không? Thôi, chủ mày có bạn mới rồi, sắp tới nó sẽ dành tất cả tình yêu thương cho cái con chuột đó. Còn mày đã đồ bị bỏ rơi. Nguyễn Sư, nhìn con chuột kìa, thấy mắt ghét không? Chuột này chắc mắc lắm phải không? 150 ngàn á. Lấy dễ thương chưa? Cái chuột còn hồng nữa kìa. Em lựa mà. Em mà lấy đồ chơi cho nó nè. Không nhận, thấy ghét thiệt. Tụi bay ở đây đi. Giỏi quá à. Sao lúc nãy mình đã hộp sữa cho nó ăn chi trời. Mèo mèo gì, sắp bị ra ghẹ tới nơi kìa, không lo. Ở đó mèo mèo. Nó đang chạy đi chạy á. Nó đang làm gì vậy? Đang ốc cho mượn nước không vậy? Đây, tái dễ thương quá. Dễ thương quá. Dễ rồi. Chuột quá dễ thương quá. Con chuột này chiên ăn ngon nè. Cái chuột chú Duyên chạy. Ủa chú Duyên chạy. Khá lắm. Hay lắm Quang. Gì? Tôi làm biết bao nhiêu chuyện gì Heo. Heo không thấy hả Heo? Vậy mà bây giờ bà dồn hết tình cảm cho cái con chuột này. Bà làm vậy mà coi được hả? Được. Ê, không, bắt con mẹ thả cho lòng bạn thịt đó cho tao. Chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Anh coi nè, tới giờ quay phim rồi. Bạn Phương xách lòng chuột của nó ra để chơi nè. Anh thấy làm gì kia đó, rồi có một xíu nào trách nhiệm không anh? Thằng ngáo này vô duyên thiệt chứ. Người ta mới mua con chuột, chơi có chút xíu làm gì căng vậy? Anh Vinh, em dám cũng hùng tiền lại mua chuột hai tao rồi gắn em luôn á. Tao để bắt ra coi thử một cái này. Trời ơi, đây đây đây. Ê, con chuột này là dòng cam beo nè, con mắt đỏ lông trắng. Cái loại chuột này là em phải thường xuyên chơi với nó nha. Chứ em mà bỏ nó một thời gian em không chơi là em thọt tay vô nó cắn em đó. Cái gì anh? Anh cũng khoái mấy con này nữa hả? Thằng ơi, con chuột này nó dễ thương vậy, ai nhìn mà không khoái trời. Ê, con chuột kiển này ăn ngon không mày? Mày nhìn tao làm gì? Hồi đó giờ tao có ăn cái loại chuột này đâu biết. Còn mày? Theo tao nghĩ mấy chuột kiển này không ngon đâu mày ơi. Chứ mày nhìn nó kìa, ăn xong mà đi ngủ, có vận động đâu, chắc thịt bơ ghiệp chứ gì. Anh Vinh, nghe mấy hàng này bạn giờ chuột tự nhiên thấy thèm quá à. Liếp này mày làm thịt chuột ăn đi anh ơi. Tự nhiên cái thèm thịt chuột, cái có con chuột cho mày ăn liền vậy hả? Ở cái nồng này nè, người ta đang cắt lúa đó. Mình cũng bắt chuột đi anh. Cắt lúa hả? Là máy cắt lúa đúng không? Đúng rồi. Cái kiểu này là máy cắt lúa, nó chạy tới đâu là chuột ở trong nó túa ra tới đó đó. Trên tay mỗi đứa phải nhớ cầm giúp anh cái máy quay phim nha. Dạ. Nghe nè, em cầm em quay cái hành trình bắt chuột lại, đem cái bằng chứng về đây nộp cho anh. Bắt một con chuột là 100 ngàn. Bắt lẹ đi. Quên thả nó vô lại một lòng đi. Rồi em nuôi nó trong chỗ mát mẻ nha. Dạ. Rồi đi đi. Giờ tụi mình đã tới cánh đồng lúa để bắt chuột rồi nè các bạn. Ê, cái đồng bự quá trời luôn kìa anh em. Lúa này ta trồng em mò, thành ra mỗi lần thu hoạch là sẽ cắt hết nguyên một khu luôn. Cho nên bây giờ tụi mình sẽ tranh đổi đi bắt chuột nha các bạn. Nhanh nhanh đi anh em ơi. Tụi thấy hai cái máy ngoại đang cắt rồi kìa. Hồi nãy trước khi đi, tụi mình phải chuẩn bị mỗi người một cặp bao tay. Để lát bắt chuột không bị chuột cắn nha các bạn. Rồi, đi lẻ rồi nãy. Lẻ lên.
chạy lên 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 tụi mình có chuẩn bị găng tay hết trơn nè, cho nên giờ mấy con chuột cắn cũng đâu sợ đâu. Cái này bắt chuột không mệt mà chạy mệt quá trời mệt luôn rồi. Nãy giờ chưa thấy con chuột nào hết trơn á. Đi qua cái đồng tiếp theo nha các bạn. Vì 100.000 một con chuột hết lóc anh em ơi. anh nháo té rồi. Nguyên đồng rộng như vậy bao la luôn, là hai cái máy bự như vậy là nó sẽ cắt trong vòng một ngày là hết nha các bạn, nó cắt rất là nhanh luôn, cho nên mấy anh em mình phải tranh thủ mà bắt thật là nhiều chuột để đem về nha. Rồi mà nó chạy luôn các bạn ơi, nãy giờ bắt hết một miếng ruộng rồi mà chưa có con nào hết trơn á. Đừng đến đất nha. Con chuột này quá bự rồi. Đó. Đó. Ai nấy đứng làm gì ai nấy? Anh nào đẩy tao vô. Ai nấy ai ẩu á. Dạo. Con chuột giấu dưới đây nè. Mình để gom vô như vậy nó không chạy ra được. Đó. Thôi đừng lấy tay nó cắn gì mà. Đi tiếp. Không có nhục trí được. Đâu. Chạy mệt quá anh em ơi. Quá chứ mệt rồi. Mệt quá các bạn ơi, giờ đợi mình vô bóng cây nghỉ mệt xíu ra bắt tiếp nè. Các bạn nhìn nè, nãy giờ mình chạy ngoài cuộn, nắng ăn mặt đôi chét luôn á. Ủa chân của mấy chị em mình ha, sền dính tùm lum hết trơn á. Ủa anh Cụ Tí, sao người ta không chọn lúc trời mát á, rồi hay đi cắt lúa? Tự nhiên trời nắng chang chang vậy nè, ra cắt lúa làm chi cho cực vậy? Trời nắng như vậy nè, cây lúa mới khô, rồi máy cắt nó mới dễ. Mấy bao lúa nè, ta vô xe nhẹ dễ vận chuyển em. Con của em. Rồi quan bắt được con rồi. Nè con mở vô hả ơi. Nè bỏ vô. Bỏ vô. Rồi hả? Rồi luôn. Hay quá. Sao con gì đủ rồi, con gắn quá chị bự lắm bạn ơi. Nè nè nhỏ nhỏ đây chị biểu nè, lát cưng bắt được chuột á cưng đưa cho đợi chị nha, chị cho cưng học sữa chịu không, chịu không có chỗ bạn ơi. Có chỗ nhanh chuột cả ba rồi nè, đợi nó con nữa kìa. Đâu đâu kìa anh chỗ bụi nè anh, hai con luôn kìa. Trời nắng như vậy tụi mình đi hết nổi các bạn ơi, cho nên nhờ xe của chú tài xế này đi ra ngoài ruộng. Mình hỏi cái em đi theo máy suốt nói là cái dòng cuối của máy suốt là mới có nhiều chuột á. Chưa bắt được chuột nào mà mình thấy mệt quá trời mệt rồi. Gắng đi theo các bạn ơi. Dạ. Thằng ơi, chú con. Bây giờ. Hả?
vô đây, thả vô đây. Nói gì hả? Thằng bé này nó mới cho chị nè. Cảm ơn nha. Tôi không có chút xíu mà bắt con chuột cũng có chút xíu. Tôi chiếc này về đen như Mỹ Latin luôn. Trời ơi, tôi khéo hả? Bỏ vô sơ đi. Tôi chạy không anh? Bỏ vô đi. Em bỏ vô, bỏ vô. Rồi 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 rồi. Rồi lấy tay ra đi. Trời ơi, trời ơi. Mình mới bắt được một con chuột, các bạn là được 100k của anh Vinh rồi nha. Bây giờ anh em mình đã đổi chiến thuật rồi, không có chạy xe máy nữa, mà là mở nhóm sẽ đứng một góc, đợi cho máy nó chạy qua, chuột nó chạy ra là anh em mình sẽ bắt nha các bạn. Đúng rồi. Chạy xe máy chi cho nó mệt. Rồi cầm đi em ơi. Cái xô đâu ạ? Cái xô tiểu hương cầm đi mất tiêu rồi. Ôi chỗ ai vô hả? Hay vô hả? Hay quá Hùng ơi. Rồi. Đâu? Đâu ơi? Anh đâu ơi hả? Đâu mà lụm được cái nón mà hiểm như vậy? Chỗ này anh ơi. Rồi dở lên coi coi. Chạy ra mình bắt lại cái đâu. Trời ơi. Ở mấy đó cầm bóp xỉu rồi. Trời ơi, Hùng bóp mạnh dữ em. Chắc chắc mai cắt chúng rồi chứ vậy. Em nhấn xuống đó anh, chắc là nó tắt hở rồi đó. Không có tay sắt là cắn nè. Trời ơi, đừng có con các bạn ơi. Trời ơi, dũng vô. Con chuột để vô đây. Để chuột vô tiền ơi. Coi chừng nó nhảy đó nghe. Ê, dạ, kìa, dạ. Bắt được con nào chưa? Chưa nữa bạn ơi, chưa bắt được con nào chưa? Kệ mày. Thấy xong rồi là đợi anh cu tí bắt cho trơn à. Đúng rồi. Thấy là ta nhảy vô bắt mình không có bắt kịp luôn á. Đúng rồi. Giờ là mình chỉ bắt lại được một con thôi. Tại nãy sổng hết hai con luôn, bắt lại được có con à. Nhìn kỹ kỹ vô nghe, cái chân chuột đi đó. Chuyến này không có cho con chuột nào thoát hết nha. Đúng. Mày hả mày, để tao coi mày trốn ở đâu nha con chuột. Cho kỹ nha. Thường á là mấy con chuột nó sẽ nín trong gom này nè, nó trốn trong chỗ. Nhìn gom kỹ anh em ơi. Ê, chạy nha, chạy nha. Tranh thủ tập trung bắt hết mấy cái thành các bạn thấy vậy thôi á, chứ mấy anh em mình bắt thôi là phải vô mát nghỉ mệt các bạn thôi, là chạy không nổi luôn á. Đúng rồi. Đi 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 quen ơi, đi đi anh em ơi, vô mát nghỉ mệt á.
Vậy là cắt lúa xong thì một cánh đồng rồi đó các bạn. Rồi mấy đứa bắt được nhiều chuột không vậy? Nhiều chứ, hồi sáng giờ nhóm mày mất được 5 con rồi đó. Ờ, nhiều chứ ạ. Rồi nhóm Phương, nhóm mày bắt được có 3 con à. Vậy thôi giờ đem chuột về nạp cho anh Vinh đi, chứ tao chạy theo máy hết nổi rồi đó. Giờ còn sớm về gì mày? Tao thấy ở đây có quá trời hang chuột kìa. Giờ mình đi đào kiếm thêm chuột đi. Ngọc nói đúng nè, một con chuột bắt được tới 100.000 lận. Thôi giờ mình đi đào hang đi. Ừ, đi đào đi nè. Lôi. Ôi cái này bít đùng luôn là có chuột mấy đứa ơi. Nè nó bít miệng hang nè. Lên đầu cho. Rồi. Nhẹt cỏ trước để con chuột chạy ra mình thấy. Đó. Ê. Ê chuột chạy ra. Lấy cái xô lại đi em ơi. Lấy cái xô lại heo. Dễ quá. Mấy con chuột ngoài hang như vậy nè các bạn, là nó đào hang rất là cạn nha, nó không có đào sâu được. Trừ khi mà nó vô cái bờ đê á là nó đào rất là sâu, mình đào không nổi không. Rồi, mày bứng cái cọng ta lên luôn hả? Mày bứng cái cọng ta lên luôn các bạn. Coi đi. Rồi. Coi đi. Đấy à, đây nè. À, cây cất quả nè mấy đứa. Mấy đứa biết cây này không? Nè cây cất quả nè. Vậy đó ăn được mình đúng không anh? Được. Ôi, chục con quá kìa. Chục con quá kìa. Thì chục con. Ôi, chục mẹ nè. Ôi, chục mẹ nè. Đây nè, đây nè. Kìa, cái đuôi chục mẹ kìa các bạn ơi. Rồi, rồi, rồi. Kéo ra được không anh? Kéo ra được không anh? Đó, đuôi chục mẹ kìa. Cửa anh ơi, thôi đào tiếp đi. Tới đây, tới đây, tới đây, tới đây, tới đây. Có chừng sắp chúng nó đó. Mạnh lên, mạnh lên. Đó, đuôi chục mẹ kìa các bạn. Đại ra nè. Ừ. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Đúng rồi. Đắp lại đi, lại anh đi. Rồi đi kiếm ăn tiếp nè. Anh thằng ơi. Thằng nó vậy sao đắp trời. Trời trời. Ôi đừng để mấy con tụi con á. Quên nó. Ôi tụi con. Ôi nó chạy kìa. Vô lại, vô lại, vô lại, vô lại. Đây 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 đây. Mày định thôi hả mày. Ôi vậy rồi. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi. Mày hả con. Đây đây. Hai con các bạn ơi. Cái xô đâu? Hãy vô vậy. Hãy vô. Thằng này thôi thôi đó. Hai con các bạn ơi. Ủa không cho nó chạy đâu hết. Ừ vậy đó. Ừ. Đó lấy ơi. Ê trời ơi. Trời ơi, chuột con không luôn. Chuột con không các bạn ơi. Ơi kìa, chuột mẹ đâu? Chuột con không à, không có chuột mẹ các bạn ơi. Chuột con hả các bạn ơi? Ồ mấy chuột con này các bạn ơi. Chuột mẹ trốn lên thành. Kì vậy? Nè các bạn, chuột con nè, thôi thôi thả đi anh ơi. Thả miếng này đi. Chắc có không mày? Có. Đâu. Anh nó không chạy rồi. Thấy một con chuột nữa bạn ơi. Mặt bạn lại bạn ơi. Trời ơi, đào quá nha. Tình cờ mình qua thăm Thanh coi nó đào tới đâu các bạn. Ai ngờ có chuột chạy ra. Yeah. Đó, em ơi. Ơi. Coi mấy anh đào nhiều không? Mấy anh này đào chuột nè các bạn ơi. Mấy anh này là đào chuyên nghiệp hơn tụi mình nhiều các bạn. Tụi mình là nghiệp dư. Ba ký hả? Trời. Hàng này có không vậy anh? Sắp rửa hả? Thôi à, thôi. Nhiều không? Nhiều với anh. Được 7 con. Thôi dữ hả? Thôi bây giờ mình rủ anh cô tí đi về luôn nè em ơi. Em anh thấy trời cũng gần mưa luôn rồi kìa.
quá trời rồi. Anh cô Tý ơi, anh cô ơi, đi dạ anh ơi. Đợi cương bắt được nhiều chuột không hậu? À, đợi bắt được 7 con chuột đó chị Thảo. Dữ hả? Chứ lẹ lẹ nè. Ôi, giờ còn sức chạy không, giờ chị lẹ gì nè. Đại luôn nè. Để tôi, lẹ lên em ơi. Đi nè. Đi. Ba con sao thay con anh ơi. Ê anh Vinh Đại mình nhậu nè. Vinh về vô lẹ đây. Trời ơi. Đi ơi. Bắn chuột về xong đó hả? Dạ. Rồi mấy con chuột đâu? Chân tay xong. Chuyện này không có quan trọng anh ơi. Anh coi bằng chứng bắt chuột nè. Thôi đi anh. Bằng chứng hả? Đúng rồi. Đâu? 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 Con chuột, con chuột. Chưa vợ? Con chuột, con chuột. Chưa vợ? Khi xem xong cái bằng chứng này thì bạn nào bắt được bao nhiêu con chuột giơ tay. Em bắt được 5 con. 5 con hả mày? 500 ngàn anh ơi. Thôi à, cầm luôn tờ 500 ngàn đi. Dạ cảm ơn anh. 3 con Vinh ơi. 3 con 1, 2, 3 tờ nè. Cảm ơn anh. Em 1 con nè, 1 con. Em 2 con anh ơi. 200 ngàn. Em 2 con anh ơi. Quang này thấy dễ khéo dữ vậy. Em 1 con anh ơi. 1 con. Rồi cảm ơn anh. Trong cái lúc tụi em đào hang có một cái hang đầy chuột con luôn. Tôi đừng nói với anh mày bắt hết trơn cái đống chuột con đó đi nha. Không anh, em thả chứ bắt làm chi. Cũng may là thằng này nó còn lương tâm cái. Nhưng mà em bắt được con chuột mẹ nè anh ơi. Chuột con nó sống nhờ con chuột mẹ tha mồi về. Giờ mày bắt con chuột mẹ là cái bài chuột con nó chết đói rồi. Thằng này nó ác dữ vậy chạy. Ờ đâu có đâu anh, em bắt dơ lên camera thấy. Đừng về lấy tiền của anh vậy em thả rồi. Là thả hết chưa? Thế rồi. Coi bộ còn lương tâm đó. Rồi còn mấy bạn nữ này là em bắt được bao nhiêu con? Em bắt được 3 con. 3 con là 300 ngàn. 300 ngàn. Một con. 100 ngàn. Em không có con nào hết trơn á. Em giống chị Phương á. Tụi em phải chuyên đi lấy bằng chứng thôi chứ mấy con chuột con thả hết rồi. Đúng rồi. Vậy là một cái tính tốt. Yeah. Chung là mình chỉ quay khuyên bắt chuột thôi chứ không phải là bắt nó rồi về đây chế biến ăn, hiểu chưa? Nhanh nhanh hỏi nha mọi người, em về nha. Sao hết chưa vậy? Sao hả? Chuột nước lá lốt anh làm xong luôn rồi nè. Chạy đi rồi. Trời ơi, lộ chuyện chơi rồi bạn ơi. Bây giờ tụi mình mới tranh thủ trả nhà lại mới được. Để bắt đầu anh Vinh xử xong cô Tý quay lại xử tụi mình nữa. Các bạn xem xong clip nè, bấm like, bấm chuông, ủng hộ kênh mình nha. Đã hết thời gian vòng thi thứ nhất. Tất cả dừng tay lại. Sao sao bỏ cái mình đi. Mọi người đây, nhưng mà lần này mình sẽ không đi theo nấc thang 10 mà chỉ chấm theo tiêu chí là đạt hay không đạt thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Để nào chấm trước cho. Dạ. Trái kem có vẻ mát nghe. Dễ miệng được. Có sáng tạo đó. Màu cũng đẹp nè. Nhìn chung thì team mình là đánh giá cao về cái sức sáng tạo nha các bạn. Như vẽ đu đủ nè, vẽ đơn giản chán lắm. Ủa cái này trái xoài chứ trái đu đủ gì anh? Bây giờ trái xoài tao nhìn vô trái đu đủ rồi mè không đủ tiêu chuẩn. Gớp. Trời ơi. 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 Trời ơi.